Xin chào mừng tất cả những người anh chị em thiền lành đến với Oro Music Class. Hôm nay thì chúng tôi sẽ đưa đến cho các bạn một vấn đề đang làm khó rất nhiều những người mới chơi guitar hoặc chơi guitar được một thời gian dài. Đó là làm thế nào để không bị bay nhịp khi quạt chả. Quạt chả, tiếng Anh là strumming, là một chuỗi các động tác xuống lên tác động vào nhiều dây đàn cùng một lúc theo một tốc độ đã được quy định sẵn trong bài hát, gọi là tempo. Bản chất của quạt chả đó chính là động tác xuống và lên. Ngoài hai động tác xuống và lên thì chúng ta còn một loại tiết tấu gọi là ghost note hay nốt nhạc ma, là những nốt nhạc có trường độ cụ thể và không có cao độ. Nốt nhạc ma được ký hiệu bằng một chữ X có trường độ. Trong một bài hát, chúng ta không nên có sự cố định về trường độ, nhịp độ, tại vì nó sẽ gây ra sự nhàm chán cũng như là quá đều đặn. Vì vậy, cái phần verse các bạn, cái phần mở đầu bài hát thì chúng ta thường dùng các tiết tấu rải dây để tạo sự mềm mại trong cái phần mở đầu để người nghe dễ tiếp cận. Còn cái phần chorus hay còn gọi là điệp khúc thì chúng ta sẽ dùng các tiết tấu quạt chả để làm cho cái câu nhạc nó trở nên nhịp độ nó mạnh mẽ hơn cũng như là cảm xúc được nâng lên một cái tầm cao mới. Và để việc quạt chả không trượt phát nào thì các bạn cần nắm rõ những các nhóm tiết tấu, các nhóm trường độ mình sẽ kể sau đây. Tiết tấu đầu tiên mà chúng ta hay gặp đó chính là nốt tròn có giá trị bằng 4 phách. Tiếp theo đó là nốt trắng có giá trị bằng 2 phách. Tiếp theo nữa đó là nốt đen có giá trị bằng 1 phách. Và nốt đen cũng là nốt mà chúng ta thường được dùng để quy định các loại nhịp như 2-4, 3-4, 4-4 là những loại nhịp chúng ta rất hay gặp trong vấn đề quạt chả. Nhỏ hơn nhịp nốt đen đó chính là nốt móc đơn có giá trị bằng 1/2 phách. Và nốt móc đơn này thường dùng để quy định các loại nhịp 3-8, 6-8, 9-8, 12-8 chẳng hạn, những loại nhịp khá phức tạp. Và với giá trị bằng một nửa nốt móc đơn chính là nốt móc kép. Nốt móc kép là một nốt mà tiết tấu rất là nhanh, các bạn tưởng tượng như vậy nhé. Một nốt đen chúng ta có giá trị bằng 1 phách, thì với 1 phách như vậy chúng ta sẽ có 4 nốt móc kép. Ở đầu phách trong một bài hát bất kỳ hoặc một loại nhịp bất kỳ nào, chúng ta thường bắt đầu bằng một tiết tấu quạt xuống, vì đây sẽ là cái dấu hiệu báo chúng ta biết đây là đầu phách. Ngoài ra, để phát triển được cái tiết tấu quạt chả riêng cho mình thì các bạn cần nắm rõ 5 loại tiết tấu trên mà mình vừa kể nha. 5 loại tiết tấu này rất quan trọng để chúng ta có thể tự định hướng cái cách chơi của mình sau này. Lý do thứ nhất là do các bạn không vững nhịp hoặc không làm quen với việc đếm nhịp bằng metronome. Giải pháp đưa ra rất đơn giản, đó là các bạn hãy tập quạt chả những cụm tiết tấu đơn giản với tốc độ tăng dần, tăng dần, tăng dần. Việc này sẽ giúp cho các bạn có thêm khả năng cảm nhịp và có thể điều chỉnh được nhịp độ của mình ít sai lệch nhất có thể. Nguyên do thứ hai, do các bạn không chịu làm quen hoặc không có cơ hội được tiếp cận với những loại tiết tấu cơ bản thường gặp mà chỉ học với nhau qua dạng truyền tay và không hiểu rõ bản chất. Cách xử lý của vấn đề này cũng khá đơn giản. Đó là các bạn hãy làm chủ 5 loại tiết tấu mà mình vừa hướng dẫn ở trên. Điều này sẽ giúp cho các bạn chơi guitar xịn sò hơn và rất là hay đó. Thứ ba, do các bạn cố hoặc theo một tiết tấu nào đó mà mình không thực sự hiểu. Ví dụ như là khi chúng ta nghe bài Nếu Như Ngày Anh Đến của Văn Mai Hương do anh Nguyễn Đức Cường hoặc guitar, chúng ta hoặc rất là hay, chúng ta muốn hoặc lại. Chúng ta cứ hoặc hoài nhưng mà không thể nào hoặc đúng khớp như anh Cường được. Thì giải pháp đưa ra cũng khá là dễ thôi. Đó là các bạn hãy phân tích những tiết tấu khó đó thành những cụm tiết tấu nhỏ hơn, đơn giản hơn. Hoặc nếu có điều kiện thì các bạn nên tập đọc những bản nhạc tab để có thể hiểu rõ được cái bản chất của những tiết tấu đó như thế nào và áp dụng nó vào những cái tình huống cụ thể mình gặp phải. Khi nắm vững được các loại tiết tấu này thì các bạn có thể chơi quạt chả rất là hay và tỉa đảo phách không trượt phách nào, hoặc thậm chí là chúng ta có thể sáng tạo ra những tiết tấu mới rất là hay ho mà chúng ta chưa từng nghĩ là mình có thể làm được. Và để cho việc tiếp cận các loại tiết tấu này đơn giản hơn thì các bạn có thể tham khảo cái link mình để dưới này nè. Đó là một clip chia sẻ về tiết tấu mà guitarist Nguyễn Danh Tú đã làm rồi và bạn ấy làm rất là cẩn thận. Thì các bạn có thể dựa trên cái clip đó để có thể tiếp cận clip này của mình theo cách dễ dàng hơn. Và sau đây sẽ là cái phần mình thực hành cái tiết tấu quạt chả và phát triển tiết tấu quạt chả phía sau. Bạn đón xem nha. Vâng, vừa rồi mình đã quạt mô phỏng cho các bạn xem tiết tấu đầu tiên. Thì tiết tấu đầu tiên chúng ta có cấu trúc như sau. Phách số 1 sẽ là một nốt đen. Phách số 2 và số 3 sẽ là hai cặp móc đơn. Và phách số 4 sẽ là một ghost note có giá trị bằng một nốt đen. Bây giờ từ tiết tấu này chúng ta phát triển thành tiết tấu số 2 như sau.
Cái phách số 1 á, từ một nốt đen các bạn biến thành một cặp móc đơn. Phách số 2 và số 4 chúng ta giữ nguyên như ban đầu. Và phách số 3 chúng ta biến cái tiết tấu móc đơn thứ hai ngửa phách á, biến thành một cặp móc kép. Thì chúng ta sẽ có cái hình tiết tấu như sau. Vâng, vừa rồi là cái hình tiết tấu số 2 mình đã hoạt trả cho các bạn xem thử, thì có lẽ nó sẽ khó hơn một tí đúng không? Và cứ như vậy, chúng ta sẽ tiếp tục biến đổi tiết tấu số 2 thành tiết tấu số 3 với nhiều hình thức hoạt trả khó hơn. Như sau, tiết tấu số 1, số 2 và số 3 chúng ta giữ nguyên. Nó vẫn y như là tiết tấu số 2 phía trên nha các bạn. Riêng tiết tấu số 4, chúng ta biến cái nốt đen thành một cặp móc đơn. Hàng móc đơn trước nha. Rồi sau đó chúng ta biến cái móc đơn đầu tiên nè thành một cặp móc kép. Và tiết tấu số cái móc kép số nhất á, ta để là một ghost note. Móc kép số 2 ta để là một nốt nhạc có cao độ trừ độ rõ ràng. Và cái móc đơn số 3, số 3 nha, nó sẽ là một cái ghost note. Thì đó sẽ là tiết tấu cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay. Các bạn nghe thử nha. Kiến thức mà mình đề cập vào ngày hôm nay nó chỉ là một phần rất nhỏ trong hệ thống kiến thức âm nhạc rộng lớn ngoài kia. Mình rất muốn giúp cho các bạn có được những kiến thức nó hay ho hơn và giúp các bạn có thể chơi nhạc được chính xác hơn. Nhưng vì có quá nhiều phần mà mình không thể nào đề cập đến hết được, nên mình rất mong các bạn hãy để lại bình luận ở dưới clip này về cái vấn đề mà mình đang gặp phải và các bạn cảm thấy nó làm các bạn băn khoăn nhất. Mình sẽ tổng hợp lại và làm một clip khác để nói về cái vấn đề mà được đề cập nhiều nhất sau clip này. Các bạn đừng quên để lại một nút thích cũng như là bấm đăng ký cho kênh Oro Music Class nhé. Và các bạn nếu muốn nắm thông tin nhanh hơn, hãy bấm nút chuông ở ngay dưới đây để liên tục được cập nhật những bài giảng của mình. Các bạn đừng quên rằng Oro Music Class, chơi nhạc bằng đam mê theo cách có hiểu biết. Xin chào và hẹn gặp lại.